Vương Nhất Bác đang tận hưởng ngày chủ nhật thư giãn của mình khi xem giải quần vợt Pháp mở rộng Roland Garros tại Paris. Anh ấy trông rất đẹp trai trong mọi tư thế. Vương Nhất Bác trông vẫn thoải mái và phong cách như thường lệ. Dù đi, đứng, ngồi, anh ấy đều toát lên sự năng động và lịch lãm. Vương Nhất Bác ngồi trên ghế hộp của Lacoste, ghế giữa trên sân trung tâm sân Roland Garros. Trong trận đấu, anh ấy lấy điện thoại di động ra và chỉnh sửa lại trang phục một cách ngay ngắn, sau đó ngồi một cách lịch sự trên khán đài. Nhất Bác được phát hiện tiếp tục đeo một mẫu đồng hồ hiệu Rolex trong trận chung kết đơn nam quần vợt giải Pháp mở rộng. Vương Nhất Bác đeo hai chiếc đồng hồ Rolex khác nhau trong chuyến tham dự giải quần vợt Pháp mở rộng 2024. Trong trận bán kết, anh đeo chiếc đồng hồ Rolex Cosmograph Daytona vàng trắng 2024 với mặt số xà cừ. Và trong trận chung kết, anh đeo chiếc đồng hồ Rolex Cosmograph Daytona Oyster vàng trắng. Giá của chiếc đồng hồ này khoảng 52.000 đô la Mỹ, tương đương 1.321.320.000 tiền Việt. Chiếc đồng hồ Vương Nhất Bác đeo trong trận chung kết cũng thuộc dòng Rolex Daytona cùng bộ sưu tập với chiếc đồng hồ trước đó. Các thuộc tính là như nhau, sự khác biệt duy nhất là chiếc này được làm bằng vàng trắng. Mặt số được làm từ xà cừ và đính kim cương vào các chữ số. Sau đó phủ sơn chrome light lên các kim đồng hồ. Chiếc đồng hồ thực sự rất cao cấp. Người hâm mộ đã nhận ra, trang phục đi xem trận chung kết của Vương Nhất Bác bao gồm áo khoác bomber cashmere Loro Piana Parksville, áo thun Lacoste 24 tay ngắn cốt tông nguyên chất thiết kế mùa hè, giày thể thao cổ thấp có dây buộc Lacoste, mũ bóng chảy Lacoste. Chiếc mũ phớt màu xanh đậm mà Vương Nhất Bác đội đã hết hàng ở tất cả các kích cỡ trên Taobao. Chiếc áo thun trắng hiệu Lacoste cũng đang được người hâm mộ đặt mua tới tấp và tôi tin rằng nó sẽ nhanh chóng hết sạch hàng ở mọi kích cỡ. Ở trên đất Pháp hoa lệ, Vương Nhất Bác đeo chiếc đồng hồ trị giá hàng trăm nghìn đô la, ngồi ở ghế VIP để xem trận chung kết quần vợt đơn nam. Anh chàng thực sự có khí chất và nổi bật giữa đám đông.